Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc năm 2019 và bước sang một năm mới, đó là năm 2020. Bản thân của mình xin chúc cho tất cả các bạn những cái ngày cuối năm như thế này gặp được mọi chuyện thật là suôn sẻ. Và ngày hôm nay cuối năm, nhân dịp cuối năm thì trên shop gcotu.vn của mình cũng như là giảm giá 30% ạc liên quân nhân dịp cái cuối năm. Vậy nên là các bạn nào có điều kiện thì có thể là tham gia và mua. Đặc biệt là ngày hôm nay thì mình cũng tặng cho những cái bạn nào mà chưa có tài khoản chơi liên quân một số tài khoản để các bạn có thể là chơi liên quân tốt hơn nhá. Ở đây thì trên shop của mình có rất là nhiều thử vận may. Đặc biệt là ở mục liên quân thì đang giảm giá, đó là đến 30% ạc liên quân nhân dịp cuối năm. Vậy nên là khi mà mọi người mua một tài khoản nào đó, các bạn sẽ được giảm giá đến 30% nhá, nếu mà mua ở cái mục này. Còn bây giờ thì mình sẽ test thử thử vận may của bản thân mình nhân cái dịp cuối năm này, thử xem. Thử vận may 9k. Mình sẽ thử xem là nhân dịp cuối năm này thì vận may của mình nó có hên hay là xui nhá mọi người nhá. Mình sẽ lựa chọn một tài khoản, đây là tài khoản này đi. Tài khoản đầu luôn nhá. Lựa chọn luôn thử xem. Và đây là mình sẽ check thông tin tài khoản mật khẩu. Đây là thông tin tài khoản mật khẩu và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào này. Ok, và mình sẽ tự test thử cái vận may của mình nhân cái dịp cuối năm này xem là vận may của mình nó như thế nào các bạn ạ. Hy vọng rằng cuối năm thì vận may của mình nó sẽ tốt. Ok, và chúng ta sẽ cùng xem qua. Đây là thử vận may 9k, các bạn chấp nhận hên xui. Tài khoản các bạn có thể chấp nhận hên xui, ví dụ các bạn có thể vớ được tài khoản ngon hoặc là dở. Hoặc các bạn có thể vớ được tài khoản trắng thông tin hoặc là có đăng ký thông tin rồi, các bạn cần phải chấp nhận thôi. Bản thân của mình thì mình cũng phải chấp nhận. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát, đó là 89 tướng và trang phục 148. Hiện tại đang là bậc cao thủ uy tín 100. Wow. Tỷ lệ thắng 60.4%, tỷ lệ khá là cao và trang phục 148 và tướng 89. Tài khoản này mình cũng tặng cho các bạn luôn nhá. Bản thân của mình khá là may mắn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành, đó là mình sẽ tặng cho mọi người những cái tài khoản Liquor Buy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra và mua. Hiện tại mình đang còn 1 triệu đồng ở trên shop. Mình sẽ mua cho người đang có giảm giá 30% mà. Thế nên là mình sẽ lựa chọn giảm giá 30% đúng không? Mua luôn giảm giá 30% mà. Ở đây thì 278.000 đồng. Tướng 31, trang phục 32 này. Xác nhận mua này. Ok, và mình sẽ check thông tin tài khoản mật khẩu. Đây là thông tin tài khoản mật khẩu nha. Các bạn cố gắng đăng nhập vào nha. Đây là tài khoản thứ nhất mình tặng cho mọi người. Ok, và bắt đầu mình sẽ tiến hành tìm những tài khoản khác. Ở đây trên shop của mình có khá là nhiều tài khoản ngon. Nói chung là tiền nào đi, tiền đi đôi với của đó các bạn ạ. Tướng 57 và trang phục 68 này. Mình nói thật với các bạn bỏ ra 600.000, các bạn không bao giờ sở hữu được trang phục đến 68 trang phục đâu. 600.000 không bao giờ sở hữu được đến 68 trang phục với cả tướng 57 đâu. Đó. Thế nên là đây, các bạn có thể ấn chi tiết để có thể xem nha. Ấn chi tiết để có thể xem là đây, ngọc 90 này. Đó, ngọc 90. Ngọc 90 luôn. 600.000 không bao giờ có thể sở hữu được những cái vị tướng như thế này với cả những trang phục này nhiều như thế này. Mà đến 69 trang phục thì các bạn phải bỏ tiền triệu rồi. Ok, và mình sẽ lựa chọn những cái tài khoản, ví dụ như là 800.000 này, 70 tướng, trang phục 63 này. Mình sẽ lựa chọn những tài khoản khác nha. 220.000 đồng này, 230.000 đồng, 230.000 đồng. Đây là những tài khoản, đây 240.000. Nếu gặp vấn đề thì các bạn có thể liên hệ qua shop cửa có tủ đây. Đấy, mọi người nhắn tin ở đây là sẽ được hỗ trợ cho mọi người nha.